chấn động, tiên tri chính xác nhất về vận mệnh cuộc đời tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, số được trời Phật ấn định, phải khổ trước sướng sau. Càng già càng giàu sang phú quý, từ 67 tuổi hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung túc đủ đầy, được hưởng phúc lớn bên con cháu. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại. Nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra. Dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện, dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả. Và phúc đức là do chính bạn tạo nên, như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại, có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến, ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Mới đây nhất, xem tử vi chọn đời của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, cuộc đời thời trẻ nhiều lao đao lận đận, vất vả ngược xuôi, khó khăn đủ đường. Nhưng không vì thế mà con giáp này nản lòng, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của mình mà từ trung vận trở đi, họ gặt hái được thành công, quý nhân giúp đỡ, tài lộc được tốt đẹp, công danh sự nghiệp rạng ngời, về hậu vận gặp nhiều may mắn, phúc lộc hội tụ, công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh, an hưởng tuổi già. Trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, Minh Đường tử vi xin mời quý khán giả và quý mệnh chủ Mậu Tuất cùng luận bàn về những bí ẩn cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 để quý mệnh chủ biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Không để quý khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ, xin mời quý mệnh chủ cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, chắc hẳn hiện tại nhiều mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 vẫn đang cật lực làm việc, có người đã tích lũy được chút của cải, mua nhà, sắm xe, của cải đuề huề. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều mệnh chủ than phiền với Minh Đường tử vi rằng, làm thì vất vả như trâu như ngựa, mà tiền đâu chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất, không biết bao giờ mới hết khổ. Có mệnh chủ lại bảo rằng, mấy chục năm khổ sở lo cho con, cho cái, nhưng khổ vẫn hoàng khổ, cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một hộp bánh. Thế nhưng, nghèo khổ quá đủ rồi, tử vi hé lộ, tuổi Mậu Tuất biết những cơ hội này để đổi đời giàu sang, được tiết lộ ngày hôm nay, sẽ đổi vận phát tài, giàu nhanh chóng mặt. Mệnh chủ có biết không, ngoài kia không phải ai cũng có đủ tiền trang trải cuộc sống, có những mệnh chủ tuổi Mậu Tuất bước vào tuổi hậu niên rồi, nhưng vẫn cố gắng tần tảo làm việc, được đồng nào hay đồng ấy, để trang trải cuộc sống. Mỗi mảnh đời là mỗi câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Nay mệnh chủ Mậu Tuất đang có cuộc sống như thế nào rồi, mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Mệnh chủ có biết không, còn rất nhiều thứ chi phối vận mệnh của tuổi Mậu Tuất, những thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời, lại tiềm tàng trong hai từ tùy duyên. Mậu Tuất trân trọng những cái đang có, vu vén và chăm sóc vẹn toàn, nhưng nếu mất mát điều gì thì họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ. Đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ, thế nhưng tính cách của họ khá mạnh mẽ, kiên cường, nhưng thiếu đi một chút suy tính sâu xa, thiếu lý trí dẫn dắt, thành thử khiến đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, mà đường vòng quanh co thì lại dõi the, thành thử. Thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, những thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ thỏa mãn cho vạn sự mà Mậu Tuất đã lựa chọn. Trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình, được một chữ đã như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, mà được uống một ly nước mía giải khát, cái đã của Mậu Tuất chính là việc trong thời điểm nào, họ cũng đã lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi. Nó có thể sai ở tương lai, có thể hối hận khi nhìn lại, có thể chẳng rút ra được bài học gì từ quá khứ đã trải. Nhưng ít nhất, nó đúng ở hiện tại,
vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi hoàn mỹ cho những gì Mậu Tuất đang chảy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy nên, gọi một Mậu Tuất thất bại, đó là cách bạn nghĩ, thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm thay. Còn trong suy ngẫm của chính bản thân, họ hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính. Vạn chuyện trong đời lo toan tính toán nhiều mà làm gì, căn bản, tiên quyết là phải thỏa cho cái sự tự do, phải thỏa cho cái sự ngang tàng của Mậu Tuất. Tuy nhiên, với sự vận hành ảnh hưởng của trời đất, Mậu Tuất cũng đã phải trải qua những thăng trầm vất vả của cuộc đời, khi họ muốn làm thì lại không thành công. Thứ họ có được thì không nằm trong tính toán, gian dở, dở gian, thành tựu vẫn có, nhưng nó là cái nửa vời, có chăn thành công lớn nhất của Mậu Tuất, là cuối cùng cũng đã biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì và mình dám làm gì để thành tựu thăng hoa. Nó cũng là 30 năm đầu đời tơi tả. Đi càng nhiều thì vết chân càng lắm thì lỗi lầm càng khó tránh khỏi. Cũng là lúc tiểu nhân lợi dụng, bè lũ thù ghét, chỉ để vui, để hớn hở lao vô. Cuộc đời của Mậu Tuất với sự thẳng tính mà họ có, dù có trực giác tốt về những thăng trầm của cuộc đời, họ cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt. Nhưng bước sang giai đoạn hậu vận, vận trình sẽ đổi thay, khả năng đây là con đường bắt đầu lại. Sau suốt những năm qua nỗ lực vẫn có, nhưng thời thế khó xuôi nên thành tựu ít ỏi, tiền tài thì đọng ít mà hư hao trái phải thì lại nhiều. Nó như kiểu là bị gặm nhấm, cắn đông một tí, cắn tây một tẹo, cuối cùng để lại một Mậu Tuất với hai bàn tay, không hẳn là trắng, nhưng cũng chẳng có được nhiều phần từ đầu đến giờ. Nhiều Mậu Tuất vẫn dính đến những thị phi, những điều tiến, những đì đọt củ hành của những người bên cạnh hoặc những người xa lạ, chỉ rình rập chờ thời cho một vụ ảnh hưởng dài lâu. Có 30% là do bản thân gây ra, còn 70% lại là do mệnh chủ Mậu Tuất thu hút những kẻ thù tiềm tàng, ẩn náu, nhưng được cái họa do người lại không đáng sợ, họa do trời đầy mới đáng lo. Nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy thời gian qua chầy chật, như nợ kiếp người, thậm chí ở thời điểm Mậu Tuất đang nghe những lời nói này. Dù đã đi qua một nửa chặng đường, họ cũng đang mông lung, chán nản một chút gì đấy cho những vần xoay mỏi mệt trên đường đời. Cái thú vị của Mậu Tuất là họ mạnh mẽ, thấm rất sâu, việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, sau đó lại tiếp tục lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân. Cái bản tính trời sinh nóng vội, bất chấp tất cả và luôn muốn ngay và mau của Mậu Tuất lại dĩ nhiên là thứ khó sửa, nhưng giờ bản thân Mậu Tuất thay vì chỉ hùng hục lao vào như trâu như ngựa thì cũng đã biết ngẫm nghỉ, lo chu toàn mọi việc, họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch và gắn gượng, kiên trì để làm theo. Dĩ nhiên cũng lắm lúc họ lại cả thèm chống chán, sao nhãn mà bỏ quên mục đích mình đã vạch ra, nhưng với bản tính trời sinh, không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa, nhàm chán, Mậu Tuất sẽ lại khuấy động cuộc đời mình, với cái ý chí quyết tâm thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài, mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể bù đắp được mong muốn sống đúng nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là tồn tại của Mậu Tuất, những cái chất này dù là nhỏ, nhưng xuyên cùng với Mậu Tuất từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng cá tính và đưa đến những sự lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. Mậu Tuất của tương lai, từ đầu trước đến nay, Mậu Tuất gặp khá nhiều rắc rối, nó bao gồm cả những thị phi, rắc rối pháp lý, công việc dở dang, công nợ chậm chạp, cho đến những vấn đề về sức khỏe, suy tư đau đầu, rối trí và phải đến tận thời điểm này, những tàn dư của quá khứ này mới thôi không còn ảnh hưởng tới Mậu Tuất, để từ nay trở đi, mệnh chủ sẽ gặt hái những thành quả sau bao nỗ lực vất vả. Một số ít Mậu Tuất may mắn hơn, khi thời vận không thuận trong thời gian khá dài, họ lại đạt được sự trọn vẹn trong chuyện làm ăn, mỹ hảo yên bề, đổi lấy bước đệm cho những thời điểm tương lai. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi cho từng phương diện, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, có điều gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Nhìn chung, Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà. Trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng, bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân, họ thẳng thắn và vị tha.
sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn, đôi khi ở khía cạnh tiêu cực. Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng, lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành. Để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân, họ không chê bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay, thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một nhận ra sớm, nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Vận mệnh tử vi chọn đời của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi Mậu Tuất có suy nghĩ rất thực tế, họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cũng cẩn trọng và có thể tin cậy được, nghị lực cao, tỉ mỉ. Cần cù có tinh thần phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, họ không có suy nghĩ, chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm, những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn, họ cứ chăm chỉ vùi đầu vào làm việc, từng bước một, tiến dần lên tới mục tiêu đã định, cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán, bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Mậu Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Đặc biệt, người này rất hợp với những nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Lòng trung thành của tuổi Mậu Tuất đáng được tuyên dương, ngợi ca nhất trong số 12 con giáp. Họ luôn biết cách đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, hòa hợp với mọi người trong cuộc sống. Khi làm việc, những người này tự lập và rất kiên định. Họ không dễ dàng thay đổi kế hoạch của mình. Vì bất cứ điều gì, Mậu Tuất cố gắng làm việc và cống hiến hết mình để đem lại lợi ích cho cộng đồng, tập thể. Tinh thần làm việc của họ rất cao đẹp, không màn vật chất, tiền tài, địa vị, phong cách sống thanh cao ấy, không phải ai cũng có. Bởi vậy, Mậu Tuất được rất nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cuộc sống của họ thực tế, không phải chỉ toàn màu hồng, họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là nguy hiểm. Mậu Tuất cả đời lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của người khác. Vì thế, họ gặp được nhiều may mắn, cả về công danh, sự nghiệp, lẫn sức khỏe. Từ năm 65 đến 68 tuổi, đây là những năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của Mậu Tuất. Để bù đắp lại những khó khăn ở giai đoạn trước, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, làm việc gì cũng dễ dàng thành công, đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
Nhờ vậy mà tài lộc của Mậu Tuất cũng rủng rỉnh, không lo thiếu tiền, thiếu bạc từ giai đoạn này nữa, càng về già càng giàu có, sung túc hơn người. Tóm lại, cuộc đời nam mệnh tuổi Mậu Tuất khá tốt, vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận, phần công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào. Còn cuộc đời nữ mệnh tuổi Mậu Tuất thường gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời vào lúc tuổi nhỏ, đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn, có thể tạo được giàu sang vào lúc hậu vận. Xét về phương diện tài lộc. Tài lộc của Mậu Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, đó là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè, nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lùi làm tiến, vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác, họ luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương, nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em, bạn bè. Mậu Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, họ quý trọng công sức của bản thân, nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm, tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được, họ dùng để tiết kiệm, xem việc nhịn ăn, nhịn mặt, để tiền bạc nhiều thêm, làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Tuổi trẻ của Mậu Tuất đa phần gặp rất nhiều trở ngại trong việc xây dựng sự nghiệp, tiền bạc cũng bấp bênh, nhưng may mắn được quý nhân giúp đỡ vừa qua, từ năm 40 tuổi, sẽ có nhiều vận may hơn, thu nhập ổn định vững bền hơn, nhưng mệnh chủ vẫn có nhiều điều chưa như ý. Khi vào hậu vận thì luôn được quý nhân đồng hành phù trợ, tài lộc dư dôi, có của ăn của để, nếu biết nắm bắt tốt thời cơ trong giai đoạn này, sẽ thu được nhiều thắng lợi. Mậu Tuất là người chịu thương, chịu khó, nên cuối đời an khang. Có điều, họ không phải là những người giỏi kiếm tiền, tiền họ kiếm được dựa vào niềm tin và sự nỗ lực của họ, ngoài ra, còn nhờ sự giúp đỡ không ngờ tới của người khác. Bởi vậy, Mậu Tuất nhất định cần chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Nhìn chung, Mậu Tuất tự kiếm tiền hay kiếm tiền nhờ vào người khác thì đều tốt cả. Nếu người tuổi Mậu Tuất đang làm kinh doanh thì tốt nhất hãy mạnh dạn một chút, đã nghĩ kỹ rồi thì nên đầu tư, đương nhiên cũng cần lựa chọn cẩn thận, chỉ cần lơ là một chút thì tiền của sẽ tiêu tan, vượt qua vài khó khăn nhỏ thì việc kinh doanh sẽ tốt đẹp. Nếu người tuổi Mậu Tuất có thu nhập cao, có tiền đầu tư vào kinh doanh thì tốt nhất nên đầu tư vào ngân hàng, cổ phiếu hoặc bất động sản, khi về già càng may mắn. Đặc biệt, bước qua tuổi 66, đường tài lộc của Mậu Tuất sinh 1958 vẫn khá ấn tượng, bạn không cần vất vả làm việc thì tiền bạc sẽ tự nhiên đến cửa nhà, bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn, triển vọng cho Mậu Tuất. Việc của mệnh chủ là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình, không nên ôm đồm quá mức, khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện, mệnh chủ sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ chạm tay tới cái đích mà mình đặt ra một cách nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong thời gian này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định thì hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận. Bước đầu, hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của mệnh chủ. Đối với tuổi Tuất, đó chính là Dần và Ngọ. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn tiền tài cho Mậu Tuất. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Nữ mệnh tuổi này luôn muốn giữ tình yêu trong sáng, thuần khiết, nhưng họ không giỏi bộc lộ tình cảm, tuy rất chân thành với tình yêu, nhưng đôi khi lại quen với cảm giác cô độc, không giỏi nói chuyện bầu bạn tâm tình. Song đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn lấy về làm vợ. Họ rất chung thủy, một lòng một dạ với chồng con. Nếu vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên dành thêm thời gian trò chuyện để hiểu và thông cảm nhau hơn, tạo thêm nhiều cơ hội để có những kỷ niệm đẹp bên gia đình, hóa giải hiểu lầm trong cuộc sống. Không ai là người hoàn hảo và tuổi Mậu Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa, thì Mậu Tuất vẫn luôn bao dung, che chở và yêu thương họ. Về nữ mệnh, tùy vào tháng sinh mà vận mệnh tuổi Mậu Tuất được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Sinh vào những tháng 3, tháng 7 và tháng 12 âm lịch thì cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Sinh vào tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch thì cuộc đời Mậu Tuất có thể sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tuy nhiên, sau kết hôn, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, con cái ngoan hiền, tài giỏi. Mậu Tuất sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 6,
tháng 9 và 10 âm lịch, cuộc đời của nữ mệnh tuổi Mậu Tuất sẽ hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, không chỉ đem lại nhiều niềm vui mà còn thu hút được rất nhiều tài lộc. Nam mệnh tuổi Mậu Tuất là những người khoan dung, thấu hiểu lòng người, họ là con người của gia đình, có tình yêu bao la với con cái, cũng rất yêu thương bạn đời, tình cảm gia đình luôn nồng nàn, thắm thiết. Nam mệnh tuổi Mậu Tuất về vấn đề tình duyên thì khá thuận lợi, nhưng nếu sinh nhằm những tháng này thì có nhiều thay đổi tình duyên hay trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền, đó là Mậu Tuất sinh tháng 5, tháng 7 và 11 âm lịch. Nếu sinh nhầm những tháng này, có thể sẽ phải qua hai đời vợ, đó là tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Nếu Mậu Tuất sinh vào tháng 2, tháng 9 và 10 âm lịch thì tình duyên được hạnh phúc mỹ mãn. Xét về phương diện sức khỏe, người tuổi Mậu Tuất, ngũ hành thuộc mộc, thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày, nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, giữ cho tinh thần thoải mái. Theo tử vi, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 65 tuổi đến 89 tuổi, những ai ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện tốt thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Mậu Tuất là Phật A-di-đà, nếu mang theo bên người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Phật che chở bảo vệ, phù hộ độ trì, vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Tý. Người tuổi Mậu Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong năm này, đặc biệt là trên phương diện tình duyên. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, quan hệ đôi bên lúc tốt, lúc xấu, cần lưu ý kẻ thứ ba xuất hiện. Phương diện sự nghiệp, tài lộc có khá khẩm hơn, song bạn làm gì cũng vẫn cần cân nhắc kỹ càng. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Sửu. Vận trình của Mậu Tuất tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trong năm này. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần đặc biệt thận trọng. Với nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá, hành sự chớ nên nóng nảy, hãy nói ít làm nhiều để đỡ vướng họa thị phi. Đến cuối năm may mắn có quý nhân trợ giúp, bạn có nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Tuất năm này, mệnh chủ khó thành đại sự, nhiều kế hoạch vướng phải khúc mắc, chưa thể giải quyết nhanh chóng. Việc làm ăn kinh doanh thường xuyên phải chịu sự cạnh tranh gây gắt, kết bạn không cẩn thận thì dễ bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Trong năm này, bạn nên chú ý hành thiện tích đức. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Mão. Năm này được chính quan soi chiếu, Mậu Tuất gặp đại cát đại lợi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nhiều người có cơ hội thăng quan tiến chức. Phương diện tình duyên thì cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những người đã có gia đình, chớ vì một phút ham chơi mà hủy hoại hạnh phúc, danh tiếng và sự nghiệp bản thân. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Thìn. Năm này, vận trình của mệnh chủ lên xuống khá thất thường, việc làm ăn kinh doanh có biến động khá rõ rệt, bạn cần phân biệt rõ đâu là cơ hội và đâu là nguy cơ để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời, con giáp này cũng cần hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, có như vậy thì mới thu được lợi ích đáng mừng. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Tuất trong năm này, mệnh chủ không nên tham lam, kẻo vướng họa thị phi, nửa cuối năm có tử vi cát tinh soi chiếu, bạn gặp nhiều điều cát lợi hơn, có thể nhanh chóng bắt tay vào các công việc lớn, việc cầu tài lộc khá thuận lợi, đối tác đáng tin cậy, đối thủ giảm bớt. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Ngọ. Năm này, tài lộc của mệnh chủ đại phát, bạn làm đâu thắng đấy, nên có thể thu về nhiều khoản kha khá, tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, chú ý không nên lao động quá sức. Điều cần lưu ý trong năm là tránh xa các mối quan hệ bạn bè, người thân độc hại, những kẻ ganh tị với thành công mà bạn đạt được. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, kiếp tài chiếu mệnh, mệnh chủ thường xuyên rơi vào cảnh lao tâm, lao lực, nhưng thành quả lại chẳng được bao nhiêu, họa thị phi cũng xuất hiện liên tục, khiến bạn dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng. May mắn, cuối năm có các tinh xuất hiện, sự nghiệp ổn định hơn, họa hại cũng có dấu hiệu giảm bớt. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 gặp năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Mậu Tuất thấy rằng, nếu con giáp này chịu bỏ công sức ra lao động thì ắt không phải lo đến chuyện chi tiêu.
thậm chí còn có nhiều cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Nếu muốn mưu đại sự thì mệnh chủ cần cân nhắc mọi khía cạnh kỹ càng, không nên nóng vội, hành xử lỗ mãng. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, gặp năm Dậu. Năm Dậu là một năm khá vất vả đối với con giáp này. Bạn muốn gặt hái được thành công trên sự nghiệp thì ắt phải bỏ nhiều công sức, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong năm này, bạn nên biết hài lòng với những gì mình đang có, thuận theo tự nhiên, chớ nên cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, gặp năm Tuất. Mệnh chủ có thể gặp được khá nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo. Trong năm này, bạn cần giữ bình tĩnh để phát hiện và nắm bắt các cơ hội. Tuy nhiên, trong năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, bạn thường xuyên mắc phải bệnh nhẹ, vì vậy cần chữa trị kịp thời, đồng thời chú ý đến việc rèn luyện thể dục thể thao. Vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, gặp năm Hợi. Muốn gặt hái được thành công trong năm Hợi thì Mậu Tuất chớ nên giữ những tư duy cũ kỹ của mình và đi theo lối mòn, bạn cần phải dám mạo hiểm thử thách bản thân để tìm ra hướng đi mới. Năm này có Thái Dương Cát Tinh nâng đỡ, trên thực tế, cơ hội để bạn phát triển khá nhiều, vì thế, hãy tự tin lên, tương sinh tương hợp. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào luận giải chi tiết về vận trình tử vi vận mệnh cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 theo từng tháng sinh âm lịch, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 1 âm lịch. Đây là người có tài, có trí nhưng lại không có đất dụng võ. Người này làm việc gì cũng gặp khó khăn, công sức bỏ ra chẳng được hưởng. Thêm vào đó, lại không được hưởng phúc phận từ tổ tông nên phải chịu nhiều vất vả, tài lộc chỉ ở mức bình thường. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này sự nghiệp thăng tiến rất nhanh, tài lộc ùm kéo tới không ngừng, cả đời sống trong vinh hoa, phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn. Đại phú, đại quý, tuy nhiên, để nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn thì bản mệnh cần thay đổi tính cách bảo thủ, cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người này sẽ được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, tài lộc cũng theo đó mà lên cao mãi, đa phần người này đều là người làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có vận số cực kỳ tốt, bản mệnh vốn là người có chí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người nên công danh, lợi lộc không thiếu thứ gì, là con giáp quan hệ rộng, được muôn người trọng vọng, kính nể, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này có số mệnh phú quý, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, là nhân tài quốc gia, tuy nhiên, tính tình lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình, nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này tài hoa hơn người nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ anh em cũng không giúp đỡ được nhiều. Tuy bản thân học hành giỏi giang, thông minh lanh lợi nhưng lại chẳng may mắn, nếu đi theo con đường kinh doanh thì tài lộc bất ổn, khi thăng, khi trầm. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này thông minh, đỉnh ngộ, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người này có cuộc đời hạnh phúc, thành công, được bạn bè, anh em hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều, thăng tiến như diều gặp gió, tài lộc cực kỳ dồi dào. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này có chí hướng cao xa, tham vọng to lớn, có thể nhờ học hành mà ghi danh bản vàng, có lộc về đường quan chức. Do được quý nhân phù trợ nên cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm kéo tới. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này luôn dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958 sinh vào tháng 10 âm lịch.
Vận mệnh cuộc đời của người này, an phận thủ thường, không màng danh lợi. Bạn là điển hình của mẫu người, thích những gì an toàn và ổn định, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Vì thế, tài lộc chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu, không mấy dư giả, nhưng cũng không phải chạy vạy, mượn ai. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này thiếu sự quyết đoán, một khi thất bại thì khó vực dậy tinh thần, mặc dù bạn có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được. Dù làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả, tài lộc không mấy khả quan. Vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất 1958, sinh vào tháng 12 âm lịch. Người này không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ. Sự nghiệp khởi đầu chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Tuy nhiên, nếu giữ cho mình ý chí kiên cường, năng kết giao với những người tài năng thì có cơ hội cải vận, giúp đường tài lộc hanh thông hơn. Quý vị thân mến, đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng sẽ luôn phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với những điều không như ý, nếu có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở thì có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tu dưỡng cho bản thân. Đây chính là đạo lý, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. 1. Bảo trì tâm đơn giản. Con người ta thường bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà khiến cuộc sống trở nên phức tạp, như người xưa giảng rằng, cáo ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá đôi mét rộng, ruộng tốt vạn khoảnh ngày ăn cũng không quá ba bữa cơm, đạt đến một cảnh giới tinh thần cao thượng rồi. Người ta sẽ ngộ ra rằng, đơn giản chính là một loại hạnh phúc vô cùng dễ dàng có được nếu con người ta sống không quá chấp nhất, truy cầu. 2. Không hối hận. Đời người có rất nhiều quyết định và lựa chọn, mỗi sự lựa chọn sẽ mang đến những kết quả khác nhau, nhưng khi nhìn lại tất cả đều sẽ là những bài học, có bài học là chính diện, có bài học là phản diện. Kẻ trí không ôm giữ lòng hối tiếc, cũng không ôm giữ tâm oán hận, biết lấy quá khứ làm gương soi mình để tiếp tục tu dưỡng bản thân. 3. Lý trí. Mỗi người đều có cả hai nhân tố thiện và ác, để kiềm chế phần ác và phát triển phần thiện, người ta phải dựa vào lý trí. Lý trí là phân biệt rõ thiện ác đúng sai và có năng lực khống chế hành vi của bản thân. Trên thực tế, người lương thiện nhất chính là người có lý trí. 4. Hiếu thảo với cha mẹ. Trong trăm điều thiện, trước hết là hiếu thuận, hiếu kính với cha mẹ. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn vâng theo tâm nguyện của cha mẹ. Để đấng sinh thành vui lòng, trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần, bái Phật. Phật dạy về chữ hiếu rằng, thỉnh 100 chỉ giới cao tăng đức độ, 100 tiên nhân, 100 bằng hữu tới thất bảo, nuôi dưỡng hàng trăm loại điều lành, việc thiện, trồng hàng trăm loại dược liệu chữa bệnh, trồng hàng trăm kiếp cũng không phúc đức bằng một lần thành tâm niệm hiếu, cung cấp phụng dưỡng chính cha mẹ mình, tích đức cho cha mẹ mình. 5. Phóng sinh. Phóng sinh thực ra là cứu mạng, chỉ khác với cứu người ở chỗ không phải đồng loại với mình. Phật giáo tin rằng, chúng sinh bình đẳng, vạn vật ngang hàng, nên phóng sinh, cũng như cứu được mạng người, đều có ý nghĩa. Trong dân gian, phóng sinh thường xuyên được sử dụng để tiêu tai, giải nạn, lấy việc cứu được sinh mạng để tích đức, làm phúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.